nhà sáng lập Boeing và quá trình xây dựng đế chế sản xuất máy bay. Nhà sáng lập Boeing, ông William Boeing, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1881 tại Detroit, Mỹ. Ông là con cả của một gia đình nhập cư người Đức giàu có. Cha của ông là một thương gia buôn gỗ cùng quyền khai khoáng. Tuy nhiên, cha của William Boeing đã qua đời từ khi ông lên 8 tuổi. Ông bỏ học vào năm 1903 để chu du và tìm hiểu cuộc sống. Cũng trong thời gian này, ông nối nghiệp buôn gỗ từ cha và bắt đầu gặt hái những thành công. 5 năm sau, ông thành lập công ty riêng của mình với tên gọi Greenwood Timber Company và mua lại một xưởng đóng tàu. Cũng từ đây, ông có sự hứng thú với công việc sản xuất. Năm 1909, William Boeing lần đầu tiên nhìn thấy máy bay tại hội chợ ở Seattle và tham dự hội chợ hàng không đầu tiên ở Los Angeles. Tại đây, ông đã bị phi công từ chối cho bay cùng. Dù bị giới hàng không nhìn bằng ánh mắt coi thường, nhưng ông chẳng hề nản chí. 4 năm sau, cũng tại chợ đó, William Boeing đã làm quen với trung úy hải quân George Knox Whistlewell, người có chung sở thích máy bay với mình và cùng nhau lập kế hoạch khám phá bầu trời. Cuối năm đó, cả hai đã mua chiếc máy bay được thiết kế bởi nhà Custis và thuê phi công Tiras Maroney chở quanh hồ Washington. Tuy nhiên, động cơ ồn và không ổn định đã khiến chuyến bay trở nên bất tiện, khó chịu, chẳng khác nào một chuyến mạo hiểm trên bầu trời. Trải nghiệm này khiến Boeing vô cùng thất vọng. Ông quyết định xây dựng một mô hình máy bay hoàn hảo cho riêng mình. Để làm được điều này, ông đã đăng ký nhập học tại trường dạy bay ở Los Angeles vào năm 1915. Kết thúc khóa học, ông đặt mua một chiếc máy bay của hãng Martin để chạy thử. Năm 1916, ông cho bay thử chiếc BNW-1, viết tắt của Boeing và Walter-Rell, mở ra khởi đầu cho đế chế sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Sau một tháng, ông và Roger Connors Westerwell đã thành lập Pacific Aero Rolls nhằm phát triển máy bay. Tuy nhiên, vào cuối năm đó, Westerwell bị thuyên chuyển qua công tác ở bờ Tây nước Mỹ. Tuy phải rời bỏ công ty mới thành lập, nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, ông đã nhận thấy rằng Thế chiến thứ nhất sẽ cần sự tham chiến của những chiếc máy bay. Bởi vậy, ông hối thúc Boeing tham gia các hợp đồng cung cấp máy bay cho Hải quân Mỹ. Sau khi Mỹ tham dự Thế chiến thứ nhất, William Boeing quyết định đổi tên Pacific Aero Products thành Boeing Airplane Company vào ngày 9 tháng 5 năm 1917. Đồng thời, ông cũng gửi hai chiếc Model CS cho Hải quân Mỹ và ngay lập tức gây ấn tượng với giới quân đội. Điều này đã giúp hãng nhận được đơn đặt hàng 50 chiếc tương tự, giúp công việc kinh doanh phát đạt tới mức Boeing phải di chuyển sang nhà máy mới để đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất.